Hai tâm nguyện cuối cùng của Khá Bảnh cũng hoàn thành. Tâm nguyện đầu tiên mà Khá Bảnh đã ấp ủ từ lâu đó là xây được nhà cho mẹ. Bố mất sớm, hai mẹ con Khá Bảnh cùng bà nội phải sống dựa vào nhau hàng chục năm trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ. Vốn bản tính nổi loạn khó kiềm chế, Khá Bảnh trong quá khứ đã gây ra nhiều phiền toái cho mẹ. Sau này anh cũng nhận thức được những gì mình đã làm và ăn năn hối lỗi, mong mẹ tha thứ. Chứng kiến người mẹ càng ngày càng già đi, Khá Bảnh chỉ ao ước là một điều lớn nhất trong đời mà phần lớn cuộc đời của mẹ chưa thực hiện được, đó là xây nhà mới. Với thiết kế và khối lượng vật liệu lên đến hàng chục tỷ, Khá Bảnh đều phải dè sẻn, tiết chế các cuộc chơi lại để dành dụm, gom góp thì mới có đủ tiền để hoàn thành ngôi nhà. Hiện nay ngôi nhà Khá Bảnh đã hoàn thiện tới 99%, chỉ cần sơn lại là hoàn thiện căn biệt thự đúng như thiết kế. Ngôi nhà của anh lẽ ra đã khánh thành từ lâu, nhưng vì một phút nông nổi để bản năng trỗi dậy, anh đã lại một lần bước chân theo đường cũ. Tâm nguyện thứ hai của Khá Bảnh đó chính là nuôi dạy các em thành người. Nếu như trước đây các em của Khá Bảnh chỉ xuất hiện bên cạnh để tụ tập vui chơi tại các quán bar, vũ trường, những ngày tháng chìm đắm trong rượu chè không hồi kết, thì tới nay các em của Khá Bảnh đã thấm nhuần những gì anh đã dạy. Họ đều đã có những thành công nhất định và có khả năng tự lập trên đường đời. Tất cả các em đều trở thành người nổi tiếng với ít nhất cũng vài chục nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội. Tạo cơ hội cho họ kinh doanh buôn bán online, ít nhất là cũng không thể chết đói. Linh Kiều cưới được vợ đẹp, cuộc sống đàng hoàng tại quê nhà. Mạnh Dũng có shop riêng, Tùng Dương mở được hàng loạt cửa hàng lớn. Phạm Tuấn không ngừng lớn mạnh trên mảng kinh doanh online. Khá Bảnh hiện tại tuy không thể tạo ra tiền, nhưng chính nền tảng của anh mang tới cho các em đang làm thay anh điều đó. Trước đây một mình Khá Bảnh tạo ra tiền, thì nay có tới 4-5 người cùng tạo ra tiền. Nhìn qua thì tưởng Khá Bảnh mất hết, nhưng nếu nhìn kỹ thì được vẫn rất nhiều.